Kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít ruột đỏ cập nhật ngày 19 tháng 9 2024 giá đi ngang. Giá mít ruột đỏ Indo lá bầu giá áp dụng mua tại vườn. Mít nhất 63.000 đồng một ký, trái lấy từ 8 ký trở lên. Mít nhì giá 51.000 đồng một ký, trái lấy từ 6 ký trở lên. Mít ba giá 31.000 đồng. Mít chợ có giá từ 20 tới 21.000 đồng một ký. Ngoài giá mít ruột đỏ, kênh còn cập nhật giá những loại nông sản khác và những thông tin về thị trường nông nghiệp. Bà con đón theo dõi bằng cách nhấn vào nút đăng ký nha. Xin cảm ơn. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.